Trong dàn cầu thủ được đông đá hiện tại, vì tìm hiểu chuyện tình cảm nhất chắc chắn phải kể đến thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bởi chàng Trúc Quốc Dân đang dướng tin đồn hẹn hò với đáng yêu Khánh Linh sau khi cả hai bị cầm gặp cùng nhau vào siêu thị giải giải lúc đêm khuya. Tuy nhiên, trong cốt truyện thế hệ nhất, chính Khánh Linh lại khiến tin đồn hẹn hò trỗi dậy khi liên tục có những động thái kỳ lạ. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải một bức ảnh mặc giấy cưới vô cùng đáng yêu ở phần story. Hơn nữa, dù chưa trang điểm hay làm tóc kỹ càng và chiếc giấy cưới cũng có kiểu dáng dễ chơi nhưng không thể phủ nhận Khánh Linh trông rất lộng lẫy. Bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng gây tìm hiểu khi đăng ảnh mặc giấy cưới. Nhưng đó chưa phải là hành động đáng ngờ duy nhất. Chỉ thế hệ hôm qua đây thôi, Khánh Linh cũng úp mở đăng một bức ảnh đang càng video với người nào đó. Không rõ ràng gì lý do gì mà cô nàng phải giấu bí mật đối phương đến vậy, nhiều người cho rằng gương mặt bị làm mờ kia rất có thể là Bùi Tiến Dũng. Nếu chưa hình dung ra gương mặt bị làm mờ đi là ai, hãy đưa màn hình ra xa một chút nhé. Dẫu sao thì mùa đông cũng đến rồi, mạnh dạn công khai tình cảm âu cũng là chuyện dễ hiểu và được fan ủng hộ đông đã thôi nhỉ. Đặc biệt là với một cặp đôi trai tài gái sắc như Bùi Tiến Dũng và Phạm Khánh Linh.